Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một trang web chúng ta có thể đi đào đào cái đồng các cái đồng coin nha mọi người nha. Thì đào hoàn toàn free và khai thác là hoàn toàn free và không đầu tư nha mọi người nha. Thì chắc các cái trang web mình giới thiệu cho mọi người là những trang web đầu những trang web đào coin free không cần đầu tư nha mọi người nha. Thế là mọi người cân nhắc cho mình không đầu tư, và những trang web như này thì tỷ lệ rút tiền cũng khá là thấp. Mình giới thiệu cho mọi người tầm 10 con thì chắc có tầm 2 3 con rút được thôi. Và những con này chúng ta chỉ việc đăng ký tài khoản tầm 1 đến 2 phút thôi, chúng ta chả phải làm gì cả. Và những cái con này mình giới thiệu cho mọi người là cực kỳ tiềm năng nha. Những cái con cái dạng web kiểu như là nó cho mọi người cái máy đào một tốc độ đào free, và nó cho mọi người đào một lượng coin nhất định, xong rồi bạn có thể quy đổi cái đồng coin đấy sang cái tốc độ đào đó, có thể quy đổi cái đồng coin đó sang cái tốc độ đào để chúng ta đào nhanh hơn. Thì mình nghĩ cái dạng web ở đấy cực kỳ là tiềm năng, nó cho mọi người rút free. Và những cái dạng web như này thì là dạng web đào dài hạn nha mọi người nha, có thể đào dài hạn, thế nên là nó cũng khá là tiềm năng cho mọi người. Thì mình cân nhắc trước là mọi người là có thể rút được tiền hoặc là không rút được tiền nha, thế nên là mọi người cân nhắc giúp mình. Chơi thì là quyền của các bạn và giới thiệu là quyền của mình nha, mình cứ giới thiệu cho các bạn để các bạn chơi thôi. Thì mình khuyên các bạn nên chơi tại vì chúng ta chẳng mất gì cả và tỷ lệ rút tiền cũng khá là cao. Rồi, nói ngay đây thì cái trang web lúc trước mình giới thiệu cho mọi người, cái trang web người bạn của mình đó, nó rút hơn 30 đô dùng người ạ. Hồi đấy mình không chơi cái con tên là Minex, hồi đó thì mình lại không chơi, nó chơi thì nó lại rút được 30 đô đấy, giờ nó rất là ngon rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục review cho người chắc cái trong web đào coin cho nó tiềm năng nha. Rồi, không lòng vòng lòng vào nữa thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đăng ký tài khoản để cho ta đào coin nha. Thì link web thì mình sẽ để dưới phần mô tả bình luận cho mọi người, mọi người click xuống đó nó hiện lên giao diện như này. Thì bạn tiến hành bấm vào phần đây nhận 3 đô miễn phí này, thì nó tuy nhiên là 3 đô này nó tiến hành quy đổi sang tốc độ đào cho mọi người thôi. Thì đây chính là giao diện đăng ký nhá. Thì đầu tiên mọi người nhập tên tài khoản này, tên tài khoản là tên đăng nhập nha mọi người nha, xong mọi người nhập email và nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu, xong rồi xác minh tôi không phải người máy nha. Nếu mà nó không hiện chỗ cái phần tôi không phải xác minh người máy này thì bạn phải tiến hành lát lại trong web nha, kéo xuống lát lại trong web nha. Rồi mình đã để đúng tin rồi, bây giờ mình sẽ xác minh tôi phải người máy này, xong cái phần đăng ký tài khoản thôi, rất là đơn giản nha, đăng ký tầm 1 đến 2 phút là được rồi chứ không phải mất nhiều thời gian đâu nha mọi người nha. Rồi nó sẽ bắt đầu vào phần mining luôn. Thì mình sẽ lưu tài khoản mình nha. Thì từ đầu tiên thì nó sẽ cho mọi người tốc độ đào là 3 đô là 120 Hz. Thì nó sẽ cho mọi người cái máy đào loại SHA 256 nha. Ở dưới này có rất nhiều máy đào khác, thì máy đào các cái máy đào này thì mọi người sẽ phải tốn tiền mua cái tốc độ đào nha. Thì kệ, mình sẽ không đào các cái đồng dưới này, nó cho mình đào miễn phí đồng này thì mình sẽ đào đồng đồng này nha. Thì đây này, nó có phần đổi sang USD này, thì mọi người có thể là mọi người đào hết đồng coin này xong rồi để đổi sang USDT. À, đổi sang USD. Một là mọi người rút USD, hai là mọi người sẽ lấy cái USD này mọi người đổi sang tốc độ đào để cho nó đào nhiều hơn nha. Thì bản thân mình, chiến thuật chơi của mình thì mình sẽ đổi sang hết USD. Mình đào tầm một tuần đầu thì mình sẽ dùng hết số tiền đấy mình đổi hết sang USD để mình mua tốc độ đào nha. Và mình sẽ rút ra đồng USD, tại vì mình khuyên mọi người nên rút về USD hoặc là các coin khác cũng được, nhưng mà mình khuyên mọi người nên rút về USD tại vì min nó sẽ thấp hơn và tỷ lệ rút tiền nó sẽ cao hơn các cái đồng coin nha. Thì để đào được cái đồng coin thì mọi người nên kéo cái đồng mà lúc mình lỡ bấm cho này, mình sẽ cho nó xuống nha. Đó, mình sẽ cho mọi người bấm vào phần đầu này thôi, mọi người chỉ việc đấm bấm bấm vào phần đầu này hoặc mọi người kéo lên nha. Thì bản thân mình sẽ đào đồng Bitcoin này, mình sẽ đào là 100%. Đó, mọi người kéo lên nha, mọi người kéo lên cho mình, nó đang đào cho mọi người nha. Đó, mình vừa bấm nhầm cái đồng DAT này thì nó đã đào được ngay là 1767 Satoshi rồi, đồng cho là đào được 5.000. Đó, tùy là các bạn muốn chọn đồng nào thôi, thì bản thân mình sẽ chọn chọn đồng Bitcoin. Và một tuần đầu tiên thì mình sẽ đổi hết sang Bitcoin nha, còn đổi hết sang USD, mình sẽ lấy hết cái số tiền mình đào được mình đổi sang USD, xong rồi mình có thể quy đổi từ cái đồng USD này mình có thể đi đến phần mua nha, mua cái tốc độ đào. Thì bạn thể bấm phần ba gạch ở trên đây nha, để mọi người sổ ra cái, nó sẽ bấm phần ba gạch trên cái màn hình này, nó sẽ sổ ra mọi người phần như này. Thì một cái phần khai thác mỏ này, thì đây chính là phần mục chúng ta sẽ thành xem. Còn để chúng ta lấy cái tiền USD này chúng ta mua tốc độ đào thì mọi người sẽ bấm ba gạch trên này, mọi người ở phần mua này, đó chúng ta đi mua tốc độ đào nha. Thì đây này nó sẽ ghi ở đây, mua bạn thể mua ở đây thì tên nhập số tiền. Thì ví dụ mình đào được một lượng coin nhất định thì đào được tầm là 0,5 đô đi, thì mình sẽ bấm vào đây là phần số đô la Mỹ là 0,5 đô này, hoặc là mình sẽ bấm phần tối đa ở đây khi mình có ở đây thì nó sẽ quy đổi ra đây là một cái số lượng tiền bạn sẽ mua được GHS ra. Có ví dụ đây là 1,5 đô sẽ mua được ngay là 5 cái GHS, à MHS trên dây tốc độ đào nha. Đây, tiền xu bạn sẽ nhận được đây, thì mọi người có thể mua nha. Lưu ý cho mọi người là nếu mọi người muốn mua ấy, mọi người phải bấm biểu tượng nha. Có thể mình bấm một biểu tượng thứ hai này thì nó sẽ mua cái MHS. Còn mình mua cái đồng thứ nhất này thì mình đang đào cái đồng là cái máy đào là SHA 256 thì mọi người sẽ tên bấm vào biểu tượng này đầu tiên nha.
thì nó quy đổi cái tốc độ bình sang là GH trên dây chứ không phải là MS trên dây nha, của cái đồng S-Script này nha mọi người nha. Thế là mọi người lưu ý giúp mình, nếu chúng ta đầu nếu chúng ta tái đầu tư lại, chúng ta tái đầu tư đúng máy đào nha, không thì chúng ta trượt mất máy đào là chúng ta sẽ đào phí nha mọi người nha. Rồi thì đó là phần đào coin, đây là phần rút tiền nha. Thì bạn với phần ba cái trên này rút tiền thì bạn tiến hành phần thăng bằng nha, thăng bằng này này ở phần dòng thứ ba nha. Thì có mục là đặt cọc với mục rút tiền, thì đặt cọc có nghĩa chúng ta đầu tư, thì bạn tiến hành đối với phần đặt cọc này xong bạn tiến hành chọn cái số tiền bạn muốn đầu tư thôi. Thì mình khuyên các bạn không nên đầu tư, nếu bạn muốn đầu tư thì bạn phải tự tìm hiểu nha, mình không khuyên các bạn đầu tư. Phần rút tiền thì bạn có phần rút này, rút tiền thì ở đây thì trong thăng bằng mình đã có nghe 0,03 tròn rồi à. Đó thì bạn có thể chọn hình thức rút tiền, bạn sẽ chọn biểu tượng nha, chọn biểu tượng nha. Thì min rút ở đây thì min rút đây nha, thì bạn có thể xem min rút ở đây, mình sẽ ở phần câu hỏi thường gặp đây này. Mọi người cho mọi người xem thêm min rút này, đây này bạn có thể làm thế nào, đâu nhà chỗ rút tiền đâu nhỉ? Đây nha mọi người nha, số tiền rút lợi nhuận tối thiểu có nghĩa là 5 USD này, 0,025 đấy, bạn có thể xem nha, 100 dog này, đó. Thì bản thân mình sẽ rút về USD, tại vì USD mình nghĩ là cái min thấp nhất rồi, các cái đồng khác thì toàn là tầm 6 đô thôi nha mọi người nha. Thì đó là phần thông qua về trong web của mình nha, thì bạn có thể tham gia cùng mình, có thể kiếm được tiền nha. Các bạn có thể tham gia cùng mình về free thôi, không mất gì cả nha mọi người nha. Thì hello, hẹn gặp mọi người cái clip sau nha, thì clip sau mình sẽ giới thiệu cho mọi người trong nhiều trong web hơn nha. Bye, hẹn gặp mọi người.